Với những người mà sở hữu những cái mẫu xe này chắc chắn phải rất cá tính, bởi vì ấy, họ không chỉ đơn thuần là sở hữu riêng một chiếc xe mà còn sở hữu rất nhiều những chiếc xe khác nhau. Chiếc Audi A6 sản xuất năm 2017 đang đứng cạnh tôi ngay lúc này là một trong những cái sản phẩm đang được trưng bày và chào bán tại thế giới xe Đức với mức giá bán là 1 tỷ 690 triệu đồng. Và nếu như mà ở thời điểm năm 2017 các bạn muốn sở hữu mẫu xe này thì phải bỏ ra một con số rất là lớn, lên tới 2,8 tỷ đồng. Chiếc xe đang được trưng bày tại thế giới xe Đức thì đã chạy được khoảng tầm 30.000 cây số rồi và còn hạn bảo hành lên tới năm 2021. Nói về Audi A6 thì chúng ta phải nói tới những cái đối thủ mà cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe này nằm ở trong phân khúc hạng sang cỡ trung như là BMW 5 Series, như là Merc E. Tuy nhiên thì tôi cũng sẽ không chia sẻ với các bạn quá nhiều về cái phong cách hay là ngôn ngữ thiết kế của từng dòng xe, bởi vì mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau về vẻ đẹp. Trang bị nổi bật của mẫu xe được coi là tiểu A8 đó chính là cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED với thiết kế dạng mảnh giống với cặp mắt của người sắt Iron Man. Cụm đèn chiếu sáng này có khả năng điều chỉnh góc chiếu tự động và đi kèm với chức năng rửa đèn tự động. Ở phía thân xe Audi A6 2017 được trang bị một bộ la răng kích cỡ là 17 inch đa chấu, được thiết kế rất lịch lãm và quý ông. Gương chiếu hậu chỉnh gập điện, tích hợp sấy nóng, mặt gương chống chói tự động và ghi nhớ theo vị trí người lái. Phần đuôi xe thì chúng ta không thể không nhắc tới cụm đèn hậu sử dụng dạng LED, thiết kế ăn nhập với phần chi tiết chrome được đặt ở phần phía bên trên cốp sau. Ngoài ra, trên phiên bản 2017, phần chi tiết ống xả đã được thiết kế đổi sang hình thang thay vì hình tròn như là ở phiên bản cũ. Với các thương hiệu xe sang đến từ Đức thì tôi cho rằng là ngoài cái ngoại hình thiết kế luôn luôn rất châu Âu, sang trọng và đẳng cấp thì những mẫu xe đến từ Đức còn mang tới cho chúng ta những cái công nghệ an toàn hiện đại, tinh túy nhất trên thế giới hiện nay. Và đặc biệt với Audi thì chúng ta sẽ có một cái khối động cơ là 1.8 lít TFSI, sản sinh ra đâu đó khoảng tầm 190 mã lực và 320 Newton, kết hợp với cụm hộp số 7 cấp S-Tronic. Và lát chút nữa thôi chúng ta hãy cùng nhau đi trải nghiệm thực tế một chút về chiếc xe này. Với một cái mẫu xe mà mới có 3 năm tuổi thì tôi cho rằng là thực sự nó còn rất là mới. Và hiện tại thì thế giới xe Đức đang chào bán mẫu xe này với mức giá là 1 tỷ 690 triệu đồng. Tôi điện thoại hotline mà chúng tôi đang đặt bên trên màn hình, hoặc có thể là trực tiếp qua đại lý, qua showroom để xem xe. Tổng quan về kích thước, chiều dài, chiều rộng, chiều cao và phần trục cơ sở của Audi A6 2017 cụ thể là: chiều dài 4.933mm, chiều rộng là 2.086mm và chiều cao là 1.455mm. Chiều dài trục cơ sở đạt 2.912mm. Điều này sẽ giúp cho các bạn sẽ có một không gian bên trong khoang cabin xe rộng rãi và tiện nghi. Bước vào bên trong nội thất của Audi A6 phiên bản 2017 đang có mặt tại thế giới xe Đức. Một cái mẫu xe mà mới có 3 năm tuổi thôi thì các bạn sẽ không thể nhìn thấy cái màu gọi là gì nhỉ? Các bạn sẽ không thể tìm thấy những cái gọi là dấu hiệu của thời gian ở đây đâu. Chúng ta sẽ vẫn có một cái phần cụm đồng hồ táp lô, phần điều khiển trung tâm ở đây, những cái mảng gỗ, mảng khối, kim loại, tất cả mọi thứ ở đây nó đều còn rất là nguyên bản. Với thế giới xe Đức thì luôn luôn cung cấp tới cho khách hàng những cái dòng sản phẩm, những cái sản phẩm mà nó không chỉ đơn thuần là chất cả từ bên trong mà lẫn cả bên ngoài nữa. Như tôi đã chia sẻ với các bạn ở rất nhiều những video clip khác nhau thì nếu như các bạn đi xem xe cũ thì các bạn hãy cứ để ý những cái phần chi tiết mà người chủ sở hữu cũ luôn luôn thường xuyên tương tác, ví dụ chẳng hạn những cái phần vô lăng xe này, cần số, những cái nút bấm xung quanh ở đây đó, đặc biệt là những cái tay nắm cửa ở đây chẳng hạn đó. Đó là những
cái chi tiết mà thường xuyên người sử dụng phải tương tác. Nếu những cái phần chi tiết đó nó không mới, nó đã dơ dạo rồi hoặc có thể là nó bạc mờ đi rồi, thì chắc chắn chiếc xe đó sử dụng rất là nhiều và có thể là người chủ sở hữu cũ họ không biết cách giữ gìn. Đó, ví dụ chẳng hạn như vậy. Không biết là các bạn có nhìn thấy thông qua video hay không, thế nhưng mà nếu như các bạn xem trực tiếp mẫu xe này thì các bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Với thiết kế có hơi hướng thiên về khả năng vận hành, vì thế xe được trang bị cụm đồng hồ Tableau mang phong cách thể thao với thiết kế theo kiểu dạng analog bán điện tử. Phần đồng hồ vòng tua và đồng hồ km được làm rất lớn. Qua đó, phần cụm màn hình trung tâm giải trí 6,5 inch khi nổ máy sẽ được đẩy ra từ cụm điều khiển trung tâm. Ngoài ra, xe còn được trang bị dàn âm thanh 10 loa 180W, chắc chắn sẽ làm hài lòng bất kỳ ai thích tận hưởng một không khí thư giãn hay sôi động mỗi khi cầm lái mẫu xe này. Nếu hai đối thủ Mercedes-Benz và BMW sử dụng hai loại da là Artico và Nappa, thì những mẫu xe của Audi lại sử dụng loại da Vekona thể thao.